Chiến thắng. À, anh sẽ báo trước một câu là anh không bao giờ đập vỡ cái đàn của anh nha. Cái khúc kia anh đã dọc xuống. Anh nghe không ơi, đập tao trả tao. Anh nghe thì ghé anh ơi. À, anh giới thiệu anh là Phục, anh bên Quang Nghệ Tinh. Hiện tại thì anh chưa sắm limousine. Nhưng mà tương lai thì anh sẽ sắm. Mà em bên kia một đầu là story khác. Hey.